chiều tối và đêm mới mát. Thích không? Trong này có người hả? Con bò, chúng tôi là những con bò. Mấy đặc chiến ngủ ơi. 2.000 giữ một ngày. 2.000 giữ một ngày. Bé bơi không có nước. Bé bơi không có nước. Mùa này thì ai bơi? Mùa này thì mới có người bơi á. Lắng này ai bơi? Đây là không có người bơi. Ui đẹp thế, lát ra đây chơi đi chồng ơi. Giờ này ướt hết, tích tích, giờ này tích tích. Giờ này mày nhá. Ừ. Ê, em bé lắm. Chẳng có đem mấy con gì kìa. Lát ra đây ngồi trong chân ở đây. Chạy làm đôi này, chạy lấy xe làm đôi và cho mình đạp. Nha. Đạp đi đẹp ơi. Đạp đi. Vậy chúng mình xuống đạp đi đi. Xuống được mà, vậy chúng tôi xuống. Chưa xuống được. Đạp đi chứ. Mát thế. Ôi xóa rồi. Nắng này đặc biệt. Thì chỉ có 30 phút thôi. Mới xem thấy gửi xe chưa mà. Gửi xe chưa mà. Thái mẹ. Cái xe đầu tiên từ 09 giờ. Dạ vâng, bây giờ chỉ điểm ạ. Xe đầu tiên từ A05. Xe là xe bao nhiêu? Xe này còn xe nào? Nó nhiều xe. Hay rộng không?
này nó có điểm cho mình vé. Ừ. Nếu mình mua là mình đấy. Rộng bằng Lưu Xuân không? Rộng bằng Lưu Xuân không? Lưu Xuân có chỗ chia đôi rồi. Bên là chỉ nghịch nước là nước, mà bên là trên cạn không có nước. Nhưng trò chơi nước thôi. Trò chơi này là trên... Ở đây rộng không? Trường học sinh biểu diễn. Các nhà bạn. Láng này đập vịt cũng không thích. Đây là bách thú đấy. Ây, cây ngựa này. Chà. Tiểu bảo cây ngựa đi mà chẳng cây ngựa. Lấy cái mũ đội này nhá. Đầu lại lắng. Trả lưu của sân đấu còn 3 cái 4 cái này. Lưu dân á, tôi có 3 cái 4 này. Đó, cái tàn cái tàn đổ của nó. Ừ. Cho này vào nghịch. Lấy xe ô tô. Đây đàn bò sữa. 2 miêu. Bò sữa Hà Lan đấy. Cô gái hớ lần. Hớ lần. Đây này. Rộng này vợ chồng mình đi bộ 2 tiếng xong hết. Đến vùng cô gái Hà Lan rồi. Đến rồi, hết rồi. Quay lại cũ rồi bao nhỉ?
Bây giờ vợ chồng mình đạp vín nhá. Chỗ nghỉ nước đã, quăng quăng vào đằng kia đã.